Theo tin của hãng thông tấn Reuters, mức nợ nần của người dân Mỹ nay đạt một kỷ lục mới. Vào hồi đầu năm nay thì mức này cũng vượt quá con số cao nhất trong thời trước khi có một cuộc suy thoái kinh tế vừa qua, nhờ vào sự gia tăng trong tiền mượn mua nhà, mua xe, chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Con số các vụ không trả nợ đúng hạn cũng được xù nợ đang ngày càng một lúc gia tăng. Dựa theo dữ kiện từ Ngân hàng Trung ương New York đưa ra vào ngày hôm nay, tổng số nợ cá nhân của dân chúng Mỹ lên tới 12.000 tỷ đô la trong 3 tháng, tăng 500 tỷ đô la so với cùng thời gian một năm trước đó. Bên cạnh đó, thì một số nợ tiền mua nhà ở Mỹ trong quý 2 vừa qua lên tới mức là 8.000 tỷ, tăng 300 tỷ đô la so với cùng thời gian năm ngoái.